trợ về các bệnh đường huyết học. Nhà xin mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Thảo nên cùng nhau chia sẻ nội dung này. Vâng, em cảm ơn chị An. Em chào thủ lĩnh Nguyễn An. Em chào quý cô chú anh chị và các bạn trên Zoom. Sáng nay chúng ta cùng chia sẻ với nhau các cái vấn đề hội chứng liên quan về huyết học. Cái hội chứng này thì chúng ta gặp cũng rất là nhiều đấy ạ. Đặc biệt là cái tình trạng đặc biệt là tình trạng thiếu máu. Thì trong cái tình trạng thiếu máu nó được chia ra thành hai loại, đó là loại thiếu máu do không thừa sắt, thiếu máu không thừa sắt và thiếu máu thừa sắt. Và thông thường thì cái này chỉ có đi kiểm tra thì mình mới biết được. Còn nếu mà mình nhìn ở bên ngoài thì mình rất là tổng quan bên ngoài thì mình sẽ không thể biết. Mình sẽ không thể biết điều đó. Và trong cái tình trạng mà thiếu máu do không thừa sắt này thì tình trạng phụ nữ gặp rất là nhiều. Nhưng mà em cảm thấy rằng là thông thường với cái tình trạng mà thiếu máu do thừa sắt, thông thường là người ta được phát hiện sau khi mà phụ nữ người ta có bầu. Là khi người ta đi kiểm tra ấy, hoặc là gặp một cái bệnh lý nào đấy, người ta đi kiểm tra về đến huyết học thì người ta mới phát hiện được ra. Còn thông thường người ta sẽ cứ nhầm lẫn sang các cái bệnh lý khác. Còn với cái sản phẩm, với cái dinh dưỡng của Siberi, nó có thể giúp cho chúng ta giải quyết các cái vấn đề này. Máu là một cái thì máu rất quan trọng với cơ thể, bởi vì rằng là nó đưa dinh dưỡng, nó chính là một cái dòng sữa, một dòng dinh dưỡng để nuôi cơ thể của chúng ta. Thì trong đấy nó sẽ có ba phần, đó là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Thì hồng cầu nó quyết định cái chất lượng của máu, tiểu cầu thì nó quyết định cái độ đông máu của mỗi cơ thể của chúng ta, để đảm bảo rằng là khi chúng ta đứt tay hoặc là có một cái vết thương nào đó xảy ra, nó có đủ khả năng. Nếu mà cái tiểu cầu đấy nó đủ lượng thì nó sẽ giúp cho các cái mạch máu của chúng ta nó xe lại để nó cầm máu. Còn bạch cầu là một cái thứ mà giúp cho chúng ta có thể chống lại các con vi khuẩn virus, gọi là một cái thứ bảo vệ, một cái thành phần trong máu để giúp cơ thể của chúng ta bảo vệ chính bản thân mình. Thì cái hội chứng của nó, hôm nay chúng ta chỉ bàn bạc với nhau về cái vấn đề là thiếu máu do không thừa sắt và thiếu máu thừa sắt và hạ tiểu cầu. Thì thiếu máu do không thừa sắt thì chúng ta có thể dùng, thông thường cái này là cái bệnh lý này á, là mình sẽ được chẩn đoán từ bác sĩ nhé, mình sẽ được chẩn đoán từ bác sĩ, và khi mình biết kết quả rồi thì mình sẽ giới thiệu cho họ giải pháp của tập đoàn chăm sóc sức khỏe. Thực đơn mình lên cho họ sẽ là sopapenem hoặc là inulin, mình cho họ uống ngày 3 lần. Và cái dùng sắt thì với cái trường hợp này là người ta thuộc vào trạng thiếu sắt, nên mình cần phải cho cái hàm lượng sắt tăng lên từ 6 đến 8 viên một ngày. Và cái mà em rất yêu thích cái viên sắt của Siberi, đó chính là nó không bị táo bón. Nó giải quyết được các cái tác dụng phụ mà viên sắt hữu cơ, viên sắt vô cơ bình thường của mình nó mắc phải. Và phân nó không có đen giống như là mình uống cái viên sắt bình thường của thuốc tây. Và Mama Book ngày 2 gói, đó là một cái sản phẩm dinh dưỡng nữ, nó bảo quản toàn bộ các cái vi khoáng mà cơ thể mình cần, bởi vì nó là một sản phẩm dành cho đối tượng đặc biệt. Thì với những người mà mệt mỏi do thiếu sắt, những cái người mà người ta thiếu sắt này, người ta rất là mệt mỏi mà không rõ nguyên nhân đâu. Nhìn cái mặt người ta rất là, lúc nào cũng cảm giác rất là mệt mỏi. Thế thì bắt thì mình cho người ta dùng ngày 2 gói Mama Book. Thiếu sắt. Healthy ngày 4 gói. Siêu vitamin ngày 2 túi. 10 viên. Adaptovit hoặc CoreLG ngày 1 đến 2 lần. Và Sin 4 ngày 2 viên. Đấy. Đấy là cái sản phẩm để dành cho những người thiếu máu do thiếu sắt.
nó sẽ giúp cho cơ thể của người ta. Nếu như mình cho khá càng dùng theo đúng cái phác đồ liệu trình như thế này thì chỉ khoảng sau 2 ngày là cơ thể họ đã cảm thấy không mệt mỏi. Người ta bảo là để phụ nữ không lười biếng thì hãy bổ sung cho họ sắt đủ. Tức là tại sao là người ta cảm thấy rất là mệt mỏi, chân tay nó bủn rủn, mà người nó không có cảm giác không muốn làm. Nó sinh ra cái tính lười biếng. Nhưng không phải đâu, khi mình tìm hiểu sâu vào thì người ta đang bị bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Nên lúc nào người ta cũng cảm thấy người nó cứ mệt mệt giống như là vào. Thì khi mình cho họ sử dụng vào, người ta sẽ cảm nhận được ngay. Còn với khách hàng mà không có điều kiện, chúng ta có thể cho họ sử dụng đơn giản là sắt và Mama Book. Tăng liều lên thì họ cũng sẽ cảm nhận được cái hiệu quả rất là nhanh. Đó, Adaptovit mà hoặc là CoreLG mỗi buổi sáng cho họ một ống hoặc hai ống. Cho họ pha ra cái ly nước ấm, họ uống lên thì cái cơ thể của họ sẽ hồi phục rất là nhanh. Còn cái trường hợp mà thiếu máu do thừa sắt thì hiện tại bây giờ cũng có rất là nhiều người bị. Nhưng mà như lần trước chị An có chia sẻ đấy, bản thân chị An là người bị cái bệnh lý này. Và nó rất là nó hay nhầm lẫn với các cái bệnh lý khác lắm mà mình không biết. Và thông thường đi kiểm tra thì người ta cứ thấy rằng là cái công thức cái người ta kiểm tra cái công thức hồng cầu nó xuống thì người ta cứ gọi rằng là mình bị thiếu máu, nhưng không biết rằng là nó do thừa sắt và vô tình mình cứ truyền sắt, mình cứ uống sắt nhiều 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 vào thì đến một cái giai đoạn nào nó thừa thì bắt đầu mình lại phải truyền thải thải sắt ra. Bởi vậy nên rằng là chúng ta cần phải đi kiểm tra hàng một năm hay là định kỳ. Và cái công thức máu là một cái công thức rất là quan trọng, nên là khi mà mình đi kiểm tra định kỳ thì mình khuyên bệnh nhân đừng, khách hàng của mình đừng bỏ qua cái việc kiểm tra công thức máu này. Đó, nó rất là quan trọng bởi vì nó là một cái nguồn dinh dưỡng đưa đi toàn bộ cơ thể. Nếu như cái công thức máu của chúng ta có vấn đề thì các cơ quan khác nó cũng có vấn đề. Đấy, nên mình hiểu cái tầm quan trọng của cái huyết học nó như thế nào. Và cái sản phẩm dinh dưỡng của CBD dành cho những cái trường hợp mà người ta bị thiếu máu do thừa sắt, nó chính là không dùng sắt và không dùng các sản phẩm chứa sắt. Thì mình chỉ cho họ dùng Limphosan Pulai ngày 3 lần, Inulin mình dùng trước bữa ăn 30 phút, có thể dùng nhiều hơn bởi vì nó có đáp ứng phải đâu. Canxi dùng ngày 4 viên, Magie dùng ngày 4 viên, Vitaget Malium dùng một ngày 4 viên, Lovomin dùng một ngày 10 viên, Selen dùng một ngày 4 viên, kẽm dùng một ngày 2 viên, Mama Sweet thì dùng càng nhiều càng tốt. Bởi vì sao? Bởi vì mình có thể dùng từ 20 đến đến đến, đến 30 viên một ngày. Và mình dùng protein của CBD. Nó sẽ giúp cho cái cơ thể của cái người mà thiếu máu do thừa sắt này được hồi phục nhanh hơn. Đó, đấy là cái giải pháp dành cho những cái trường hợp bệnh lý về thiếu máu. Còn về cái vấn đề hại tiểu cầu thì thông thường không phải tự nhiên mà người ta bị hại tiểu cầu. Hại tiểu cầu là tác dụng phụ của một số những cái hỗ trợ điều trị trong cơ thể của mình, ví dụ như là do xạ trị hay là do sốt xuất huyết. Đó, thì cái tiểu cầu của chúng ta sẽ hại và nó sẽ có một cái sự rất là nguy hiểm, bởi vì khi tiểu cầu hại thì cái khả năng đông máu của chúng ta nó không có. Nó sẽ giảm cái khả năng đông máu và cái nguy cơ người ta bị chảy máu ồ ạt. Nó sẽ giúp, nó sẽ làm cho người ta có khả năng bị tử vong rất là nhanh. Đấy, và cái khả năng băng huyết đối với người phụ nữ thì rất là nguy hiểm. Thì khi mà mình hiểu được cái này thì nó mình tại sao mà trong cái trường hợp mà sốt xuất huyết hay xạ trị, phác đồ của CVD cho dùng cái Novomin rất là cao. Thông thường thì nó sẽ từ khoảng 10 đến 20 viên một ngày người ta cho dùng cái Novomin cao. Thì mình dùng như vậy để làm gì? Để nó làm cho cái cơ thể của mình nó hồi phục lên. Nó làm giảm các cái tác dụng phụ của các cái quá trình xạ trị, hay nó làm như bản thân khách hàng của em bị sốt xuất huyết
thì chắc chắn 100% những người sốt sốt huyết lâu sẽ bị hạ tiểu cầu. Nhưng vấn đề cái ngưỡng của nó như thế nào thôi. Cái ngưỡng hại của nó như thế nào thôi. Nhưng khi mình cho người ta sử dụng cái hàm lượng Novumin tăng lên thì thứ nhất cái miễn dịch của người ta được tăng, cái sức đề kháng cơ thể của người ta được khỏe và cái khả năng chống oxy hóa của cái Novumin, cái khử độc của cái Novumin nó sẽ làm giảm cái tác dụng phụ, cái giảm cái biến chứng của bệnh lý đi rất là nhiều. Thì với cái khách hàng nhà em sốt xuất huyết, em cho người ta chỉ dùng từ 3 đến 5 ngày thôi. Nếu như trong trường hợp mình phát hiện ngay từ đầu khi người ta sốt thì mình sẽ thấy rằng là có một cái cách để mà mình phát hiện người ta sốt xuất huyết hay là sốt siêu vi, thì như mọi người nói là mình có thể dùng cái dây mình cột cái tay lại ấy, cột chặt lại thì mình sẽ nhìn được ra rằng là người ta sốt xuất huyết hay sốt siêu vi. Thì khi mà mình biết được, họ phân biệt được như vậy thì bắt đầu rằng là mình mới cho họ dùng cái Lovomin tăng liều lên đó. Và thường là sốt xuất huyết người ta rất là đau mỏi người, rất là khó chịu, thì em hay cho họ vẫn cắt thuốc cho họ bình thường, bởi vì là thói quen của khách hàng nhà em rồi, ra mua thuốc mà đi bán cái khác là người ta không thích đâu. Nhưng kiểu gì mình cũng phải cắt cho người ta 2-3 ngày thuốc xong mình cho thêm cái khác vào thì có thể không chấp nhận. Còn nếu như họ ý định của họ là ra mua thuốc nhưng mà mình bán cho họ độc Lovumin thôi thì về cái kiểu là tư tưởng của họ không yên tâm đó. Và khi mình cho họ dùng ngày thuốc kết hợp thì trong cái liều thuốc đấy chủ yếu là em cho vitamin kết hợp với lại mình cho dùng cái Novomin 1 ngày từ 10 đến 15 viên, cứ sáng 5, trưa 5, chiều 5, thì chỉ sau 2 ngày khách hàng của em đã cảm nhận thấy người nó khỏe hơn rất là nhiều rồi. Đó. Và các sản phẩm của Siberi để giúp cho giải quyết cái vấn đề hạ tiểu cầu này thì mình sẽ dùng như thế nào? Trong cái trường hợp này thì mình sẽ không dùng sắt và các cái sản phẩm chứa sắt. Và mình sẽ dùng Lyfosan Pulai ngày 3 lần hoặc Inulin ngày 3 lần trước các bữa ăn 30 phút. Canxi mình dùng 4 viên một ngày. Magie mình cũng dùng 4 viên một ngày. Vita kẹp Malium dùng từ 4 đến 6 viên. Novomin dùng 16 viên đến 20 viên trên một ngày. Selen mình dùng 4 viên. Kẽm mình dùng 2 viên. Và Mama Sweet mình dùng 20 đến 30 viên trên ngày. Bonsapop dùng 2 gói trên ngày. Becanlect hoặc là Lycopene hoặc siêu vitamin dùng 2 túi trên ngày. Healthy mình dùng 4 viên trên ngày và cho khách hàng dùng thêm protein. Đấy là những cái sản phẩm mà mình có thể giúp cho cái khách hàng dùng trong cái trường hợp mà bị hạ tiểu cầu. Mà thông thường hạ tiểu cầu là do các cái bệnh lý khác gây ra. Nên mình có thể nói với những cái vấn đề mình hiểu được rằng là ví dụ họ đi xạ trị họ sẽ gặp cái vấn đề này. Thì với những cái người mà người ta chuẩn bị đi xạ trị thì mình hãy chuẩn bị cho họ trước. Mình hãy chuẩn bị cho họ trước và nói với họ rằng là cái tai biến có thể xảy ra khi họ đi xạ trị là như vậy. Vậy thì họ hãy chuẩn bị trước khi họ dùng. Nhớ trong cái bài Novomin em có nói rằng là với các cái trường hợp mà bệnh nhân đi xạ trị, hãy cho họ dùng từ 10 đến 15 hoặc 20 viên một ngày trước đó 1 tuần. Và trong thời gian xạ trị mình cũng dùng từ 10 đến 20 viên một ngày. Thứ nhất, nó làm tăng cái tác dụng của xạ trị lên. Thứ hai, nó làm giảm cái tác dụng phụ khi mà mình xạ trị. Và thứ ba, nó sẽ giúp cho mình bảo vệ cái tế bào lành. Bởi vì trong quá trình xạ trị nó sẽ xử lý cả tế bào ung thư lẫn tế bào lành. Thì mình cần dùng các cái sản phẩm của mình. Nếu khách hàng không có tiền thì chỉ dùng độc Lovomin. Còn nếu khách hàng có điều kiện thì hãy cho họ dùng cả bộ trước khi họ đi xạ trị. Đó, đấy là những cái kiến thức mà em biết được về cái giải pháp của Siberi giải quyết nên các cái vấn đề liên quan đến hội chứng huyết học. Thì chúng ta có cùng nhau chia sẻ ở trên đây. Và em rất mong đón nhận được những cái chia sẻ của tất cả mọi người trên Zoom để cho chúng ta có được một cái buổi Zoom hiệu quả và cùng nhau cho đi cái kiến thức mà mình có để mình có được cái nội dung buổi Zoom tốt nhất và cái kiến thức mình đón nhận được nhiều nhất. Cảm ơn thủ lĩnh đã cho em chia sẻ và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Em xin dừng chia sẻ ở đây ạ.
Cảm Em ơn. xin mời thẩm định ạ. Cảm ơn Thu Thảo, cảm ơn cả nhà lắng nghe. Chúng ta cùng nhau chia sẻ về kết quả sử dụng sản phẩm trong hỗ trợ các bệnh về huyết học. Xin mời cả nhà đi ạ. Ai có chia sẻ gì ạ? Nào, xin mời ai chia sẻ? Bật mic nói tôi. Thu Thảo đã phân tích cho chúng ta rất rõ rồi đúng không ạ? Thứ nhất là chúng ta về ba cái bệnh lý. Thứ nhất là thiếu máu do thiếu sắt thì xảy ra rất là nhiều, đặc biệt những bà bầu hoặc là những người bị bệnh về đường ruột mãn tính, bệnh dạ dày, bệnh rối loạn tiêu hóa thì là thường là do thiếu máu, do thiếu sắt. Còn những bệnh thiếu máu do thừa sắt thì bây giờ người ta gọi là bệnh thalassemia. Và bệnh tiếp theo là các cái bệnh về tiểu cầu, giảm tiểu cầu, và chúng ta được phân tích rất rõ rồi, và chắc chắn rằng chúng ta cũng cho rất nhiều khách hàng của chúng ta dùng các sản phẩm hỗ trợ của CBD để hỗ trợ các bệnh lý này rồi đúng không ạ? Vâng, xin mời đi ạ. An xin được chia sẻ trước về cái bệnh của An. Đúng như Thư Thảo chia sẻ, cái bệnh thiếu máu do thừa sắt, thiếu sắt thì rất là đơn giản. Còn bệnh máu do thiếu sắt, thừa sắt thì nó rất là nguy hiểm. Mà chúng ta không biết, chúng ta dùng nhiều sắt vào, nó cũng biểu hiện là uể oải, mệt mỏi, và đặc biệt là cái sắc tố nó nhợt nhạt. Bởi vì khi bản thân An bị đi kiểm tra thì hồng cầu rất là cao, nhưng mà mặt lúc nào cũng nhợt và người lúc nào cũng mệt, trong trạng thái rất là mệt mỏi. Mãi sau khi mà sinh con được hơn một năm, sinh bé út, bé sau hơn một năm thì đi kiểm tra thì mới phát hiện. Một cái ngẫu nhiên thôi. Lúc đó là An đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, thì gặp một cô bác sĩ, thì hai cô cháu có hỏi cô về cái bệnh tại sao mình bị dạ dày mà chữa mãi không khỏi. Thì cô có một cái lời khuyên mà trước đó thì mình cũng, thực ra những người bán hàng thì cũng không để ý về cái việc là dùng các về gan trong liệu trình trị dần. Chị Tuyết ơi, tắt em cái mic, em cứ tắt thì lại mở lên ạ. Đó. Em không biết làm sao. Thế thì từ đó thì An về An dùng, thì nó điều trị nó có giá trị, nhưng được vài tháng thì nó lại bị lại. Đó là khi mình dùng thuốc tây. Bởi vì mình cứ dùng thuốc hỗ trợ gan một thời gian ngắn thôi, điều trị cùng điều trị thôi, xong mình lại ngừng. Thế sau đấy thì mình cũng có một cái giải pháp trong nhà thuốc của mình, là mình cứ ai bị dạ dày là mình hỗ trợ. Hồi đó nó mới có organic thôi ạ. Đấy, nó không có nhiều như bây giờ, không có nhiều các cái sản phẩm về hỗ trợ cái chức năng gan như bây giờ. Thì dùng rất là hiệu quả nhanh trong điều trị dạ dày. Và sau đó thì cô nói là cháu đi khám. Cô sờ lên đầu của mình, cô nói là bị một cái lõm ở đây, cháu nên đi khám. Rất nhiều khả năng là cháu bị thiếu máu do thừa sắt. Cái quá trình vừa rồi cháu có hai lần mang thai cháu có dùng sắt bổ sung không? Bảo cháu không, cháu toàn dùng bằng đường ăn thôi. Đó, rất là may, uống rất nhiều và ăn tất cả các cái sản phẩm, cái gọi là đồ ăn rất nhiều để bổ sung dinh dưỡng. Thế thì cô bảo ừ, mình rất là may mắn cháu đi kiểm tra. Thì y rằng đi kiểm tra thì cái chỉ số đó nó thuộc của An nó xuống. Mình người bình thường là hơn 10, của An chỉ là hơn 8 thôi. Lúc đó An nhớ mãi cái chỉ số nó là 8,6 là D. Thì bắt đầu sang hỏi lại, đã hỏi bác sĩ rồi thì bác sĩ nói là tuyệt đối không được dùng sắt. Đó. Thì lúc đó bác sĩ chỉ dặn một câu là tuyệt đối không được dùng sắt thôi.
và ăn uống tốt lên thôi, cho người đỡ mệt thôi, nó không có cái giải pháp gì. Thì cũng may mắn là trong quá trình có bầu thì An không dùng sắt bổ sung đó, bởi vì cũng hiểu được cái việc mà đưa các cái sản phẩm Tây y vào thì nó không tốt, và cố gắng ăn thật nhiều. Những cái lần trước có bầu là mỗi lần ăn lên 25-26 kg cả nhà đó. Chỉ là do ăn và uống sữa thôi. Thế chính vì thế đấy lại là cái sự may mắn. Sau đó thì cũng vậy thôi, đúng là hạn chế cứ sản phẩm gì có sắt, là nhom nhom sản phẩm gì có sắt là không được dùng. Và hạn chế cả những cái sản phẩm nhiều sắt từ rau củ quả là cũng không hạn chế dùng. Và như thế cơ thể nó cứ mệt dần và nó dẫn đến một số bệnh. Tới khi biết đến CBD thì dùng các sản phẩm thì cũng không phải. Mà đến tận lúc mà sau này rồi, sau cái đợt đó rồi thì đi kiểm tra thì không phát hiện là cái bệnh, cái việc mà nước tiểu của mình luôn luôn 2 cộng, hồng cầu 2 cộng, 3 cộng là do bệnh lý đâu. Đấy. Mà kể với mấy cái anh khá sẽ gọi là đi khám định kỳ thì anh chỉ nói, các bác sĩ chỉ nói là vậy có khi là viêm đường tiết niệu, thôi uống một liệu trình kháng sinh. Và lần nào đi xét nghiệm mà về kiểm tra định kỳ cũng về uống một đợt kháng sinh, xong là thôi. Đấy, nghĩa là không có một cái gì liên tưởng liên quan đến cái việc là mình thiếu máu do thừa sắt. Thế thì đến khi dùng sản phẩm CBD sau hơn một năm đi xét nghiệm thì lần đầu tiên trong hồng cầu không, trong nước tiểu không có hồng cầu, về thì rất là sướng, nghĩa là cũng không nghĩ là mình sao ạ, dùng sản phẩm nó được đâu ạ, bởi vì không nghĩ là, bởi vì chỉ được dặn là không được dùng sắt, và An đi tìm hiểu thì đúng là không được dùng sắt bổ sung. Sau đó khoảng lúc 2 năm, gần 2 năm thì đi kiểm tra thì đúng là cái chỉ số hồng cầu trong nước tiểu không còn nữa, thì An mới nghĩ là chắc là do mình dùng sản phẩm CBD, đặc biệt là dùng protein này, dùng các cái sản phẩm hỗ trợ thôi, beta zeaxanthin. Hồi đó là dùng beta zeaxanthin cho tim mạch. Thế nên là An cũng nghĩ là sản phẩm CBD nó hỗ trợ được. Và đặc biệt là An có chia sẻ câu chuyện thì hành trình kết nối ba đợt vừa rồi thì có một anh ở Hải Phòng xin số điện thoại từ bác Phạm Hữu Minh và gọi điện, thì An cũng hỗ trợ cho anh cái liệu trình. Thì anh cảm thấy là mới dùng được hơn một tháng thôi thì cơ thể nó được thay đổi, mọi cái chuyển hóa nó tốt hơn. Và anh nói là bởi vì anh tìm đến An, anh nói là anh ấy gần như là kiệt quệ rồi, mồ hôi ra rất nhiều, một ngày là cũng phải thấm mồ hôi này, bị cơ thể bị thoái hóa hết này, và táo bón rồi, rất nhiều bệnh. Đến khi tìm đến thì An cũng chia sẻ đơn giản thôi, em cũng không nghiên cứu sâu về sản phẩm CBD hỗ trợ được cái bệnh tan máu bẩm sinh, nhưng em chỉ dùng thấy, em sau 2 lần xét nghiệm nước tiểu em thấy là hồng cầu không còn nữa và cơ thể mình khỏe lên, mọi các cái chỉ số thì nó vẫn giữ bình thường, bởi vì bản thân là đặc biệt là những chỉ số về sinh hóa thì trước giờ thì với An thì An giữ rất là tốt, nhưng đúng nó là bệnh bẩm sinh. Thì An kể chuyện như vậy thì anh bảo thế thì em hỗ trợ anh xem em dùng những cái gì. Và An dùng thì anh có một cái là anh không biết đã dùng Novomin được chưa, bởi vì trong tan máu bẩm sinh là không được dùng vitamin C vì tăng hấp thu sắt. Và anh nghĩ thôi, nếu anh nghĩ nhiều quá thì đối với CBD nó sẽ không đáp ứng được cái nhu cầu của anh đâu. Novomin là cái sản phẩm vô cùng tốt, mà đặc biệt em dùng những ngày đầu em còn dùng 20 viên để hỗ trợ cái bệnh, hỗ trợ được cái sao ạ, liền sẹo, nghĩa là phẫu thuật mà vết thương không liền, thì em còn dùng đến 20 viên, sau em dùng 10 viên. Nên là anh nghĩ thôi, thì bắt đầu tháng này là tháng thứ 2 thì anh mới bắt đầu dùng Novomin cả nhà. Đấy, bởi vì người ta bị nặng nhiều năm nên người ta sợ, người ta cứ nhòm vào, là nghĩa là mới đầu ấy anh cũng bị là thiếu máu và cứ dùng sắt thì anh mới bị nặng như vậy. Thế nên là bây giờ bất kể cái gì có các cái triệu chứng gì anh đều lo lắng,
Thì An có nói là anh ơi anh nghĩ thôi, với sản phẩm CBD anh chỉ nghĩ đơn giản như này, nó làm sạch cho cơ thể anh và nó phục hồi các chức năng cơ thể qua chế độ hỗ trợ dinh dưỡng và những cái sản phẩm, dòng sản phẩm phục hồi. Đúng là về phục hồi về tan máu bẩm sinh là không có, nhưng em được dùng và em cảm thấy như vậy và em chia sẻ với anh thôi. Chứ bây giờ anh cứ hỏi em là thiên lô vô minh có dùng được không, một số sản phẩm có vitamin C dùng được không, bởi vì nguyên tắc là không được dùng. Và em chỉ thấy là đúng, dùng C để tăng hấp thu sắt, nhưng cái vấn đề là đưa thẳng sắt vào cơ thể thì không được. Còn những cái tạo hồng cầu tự nhiên thì đương nhiên mình phải dùng thôi, nó giống thức ăn hàng ngày của mình mà. Thế thức ăn hàng ngày nếu mà có vitamin C anh không đủ uống, vậy thì cơ thể anh thiếu rất nhiều thứ và giảm khả năng miễn dịch là đương nhiên rồi. Và khi An nói câu đấy thì anh bảo thôi thế thì anh dùng. Đó. Đấy là câu chia sẻ, câu chuyện của An. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Và xin mời cả nhà cùng chia sẻ những câu chuyện tiếp theo ạ. Chúng ta có thể mở cam ra để có cái tương tác ạ. Đấy, trường hợp thực sự cần thiết thì chúng ta mới tắt thôi. Xin mời cả nhà. Xin mời câu chuyện của tất cả anh chị em chúng ta. Không ai có câu chuyện gì về ví dụ hỗ trợ những bệnh nhân về sốt xuất huyết là giảm tiểu cầu đó. Rất nhiều đúng không? Các bạn nhà thuốc thì hỗ trợ rất nhiều, bản thân An cũng thế. Sốt xuất huyết mà những lúc mà vào dịch ạ, tiểu cầu còn dưới 100 mà bác sĩ cũng không cho ở viện, lý do là đông bệnh nhân quá. Thì về An cũng cho hỗ trợ. Chỉ có mỗi Novomin. Hồi đó chỉ Novomin thôi. Bạn đó chỉ dùng được Novomin thôi, không dùng được các thứ khác. Vì là bạn ấy không có nhiều tiền. Sau vài ngày ra sức khỏe cũng khác. Và hồi đó thì còn chưa có Imulubook. Nhà An lúc đóng cửa hàng rồi thì mới có Imulubook. Còn trước đó không có Imulubook. Cả nhà. Đó, xin mời chia sẻ của cả nhà đi. Về cái bệnh này chúng ta không có à? Không có hay là chúng ta chưa sẵn sàng tương tác? Thu Thảo có kết quả thì Thu Thảo chia sẻ đi. Chắc là mọi người đang... Tại vì em thấy là cái hiện tượng thiếu máu này thông thường thì bệnh nhân ở bên ngoài người ta ít biết, thì khi trường hợp là người ta đi kiểm tra ấy, thì người ta mới biết rằng là cơ thể của người ta thiếu máu thôi. Còn thông thường họ hay đến với mình bằng cái cảm giác rằng là họ cứ mệt mỏi, người họ cứ mệt, làm việc nó không có năng suất, chân tay họ cứ bủn rủn ra. Thì cái hiện tượng đấy nó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà có thể cái công thức máu của họ đang bị thiếu, thiếu về cái hồng cầu, cái máu của họ đang bị thiếu. Thế nên rằng là mình sẽ không phân định rõ ràng rằng là các cái vấn đề về bệnh lý của thiếu máu do thiếu sắt hay thiếu máu do thừa sắt. Nhưng mà thực tế thì gần như tất cả các phụ nữ mà mình sinh đến đứa thứ hai hoặc sinh đến đứa thứ ba mà người mệt mỏi, thì cái đấy nó được, tức là mình cảm thấy rằng là nó chính xác rằng là cơ thể của họ, nếu như thực sự họ đi kiểm tra công thức máu thì họ cũng đang ở cái dạng gọi là thiếu máu rồi. Bởi vì rằng là theo như cái cách mà theo như mình suy nghĩ về cuộc sống bây giờ, sau khi sinh 2 đến 3 đứa trẻ thì cái thứ nhất tinh thần của mình rất là căng thẳng, mệt mỏi, lo cởi con cái, lo về kinh tế, là người đã không khỏe rồi, ăn uống dinh dưỡng nó cũng không bao giờ đảm bảo. Và cái thứ hai là có đảm bảo đi chăng nữa thì cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong cái thức ăn của chúng ta nó cung cấp cũng không đủ theo một cái nhu cầu hàng ngày của một bà mẹ có bầu hay một bà mẹ sinh con đến giai đoạn đứa thứ ba. Và bản thân em cũng vậy, khi em sinh bé thứ ba ấy, thì sinh bé đầu, lúc mình có bầu đứa đầu ấy, thì mình cảm thấy người nó không có những cái biểu hiện, không có những cái dấu hiệu giống như đứa thứ ba này đâu. Bởi vì là khi mà mình có bầu đứa thứ ba thì sao, cái chân cái tay nó cứ buồn buồn mỏi mỏi suốt, rồi thì rằng là nó lại còn có cả cái dấu hiệu là chuột rút về ban đêm, mà nó cái dấu hiệu đấy nó xảy ra rất là thường xuyên luôn đó. Thì khi mà mình hiểu rằng là cái cơ thể của mình đang cần cái lượng dưỡng chất rất là nhiều, thì bắt đầu em bổ sung vào trong vòng 2 tháng,
2 tháng liên tục sát canxi Mamabuk Novomin mình uống theo một cái liều cao. Canxi em còn uống tới 8 viên một ngày thì mọi người biết rằng là em uống ở mức độ nào. Anh cứ nói đi em nghe được. Thì khi mà mình sử dụng với cái liều lượng cao như vậy chỉ trong vòng 3 ngày thôi là cái biểu hiện mà mình mệt mỏi, đau nhức, buồn buồn trong người đấy nó tự mất. Còn như chị dâu em á, là chị đấy cũng thuộc về thiếu máu. Khi đi kiểm tra thì bác sĩ kiểm tra công thức máu của bà bầu á, thì em bé à, khi mà đi kiểm tra ấy, thì người ta yêu cầu rằng là đưa chồng lên cùng kiểm tra. Theo chị An, nếu như mà khi người phụ nữ đi kiểm tra mà người ta yêu cầu cả chồng đi lên kiểm tra công thức máu thì người ta gặp vấn đề gì ạ? Người ta nghĩ đến cái việc là tan máu bẩm sinh hoặc đó, là độ ăn uống ở nhà có gây đến thừa sắt không. Thì khi mà bà chị dâu nhà em thì đứa đầu tiên ấy, là bà đã bị kiểm tra như vậy rồi, bắt cả hai vợ chồng lên kiểm tra. Thế nhưng mà sau khi kiểm tra anh nhà em thì không gặp vấn đề đấy, nên rằng là đau bụng đi cầu em đang cắt mà. Đợi em một xíu chị An chia sẻ đi. Cảm ơn Thu Thảo. An sẽ chia sẻ tiếp về cái trường hợp thiếu máu do thiếu sắt. Khách hàng của An ra với tình trạng là bạn ấy đến với An thì thứ nhất cơ thể béo phì, da nhợt nhạt và bị chết rất là nặng. Bạn bị dạ dày này, bị tim này, bị rất rất nhiều bệnh. Thì bạn ra bạn ấy khóc và bạn ấy nói là em, chị bán cho em một cái lọ bổ máu. Thế là An mới chia sẻ, bạn ấy nói là chị phải bán cho em loại nào tốt nhất, bởi vì em đi khám là bị thiếu máu rồi, vì em bị dạ dày rất nặng và đến bây giờ là em bị thiếu máu. Thì An mới bán cho bạn ấy một, bạn ấy khóc thôi. Hôm đó bạn chia sẻ gì, bán cho bạn ấy một lọ sắt của chúng ta, sắt của Siberi thì được chiết xuất huyết thanh của nhung hiêu. Vì sao nó khác biệt? Nó hấp thu rất là nhanh. Thì An có chia sẻ như vậy thì bạn ấy bảo mua về thì bạn ấy về thôi, bởi vì lúc đó là bạn ấy chỉ khóc lóc mà bạn ra bạn kể vài câu như thế rồi mua về. Bà nói là nếu mà em cần chị bán cho em một cái sản phẩm tăng miễn dịch, thì bạn ấy bảo thế thì thôi bạn, chị bán cho em cũng được. Thế là bạn ấy hỏi là thế thì uống như thế nào, và cái sản phẩm tăng miễn dịch này uống để làm sao cho cơ thể nó tăng cái hấp thu sắt này, và cơ thể của em sẽ khỏe mạnh hơn. Và đặc biệt cái dạ dày của em uống 10 viên một ngày nó sẽ ổn hơn trong dạ dày. Bởi vì lúc đó bạn ấy trong tình trạng là sức khỏe không ổn rồi nên là An không tư vấn nhiều. Thì bạn ấy uống 3 ngày sau bạn ấy ra bạn bảo chị ơi tốt lắm, em uống về em cảm giác nó hết mệt. Và đặc biệt cái sắt em uống bác sĩ cho thì nó táo bón, còn cái này không. Ok chúc mừng em. Thì bạn ấy bắt đầu bạn ấy đứng bạn ấy kể ra về cái việc bạn ấy bị nhiều bệnh và dẫn đến căng thẳng chết ấy. Thì chồng bạn ấy, ngày nào bạn đến bệnh viện thì chồng bạn ấy chửi bạn ấy là thừa tiền mặt, lúc nào cũng đến bệnh viện. Mẹ chồng thì nói là trốn việc, gia đình nhà chồng nói là trốn việc. Còn gia đình nhà đẻ thì sợ, nghĩ bạn ấy bị một cái bệnh mà là, nên là thuê một thầy và bắt bạn ấy nộp mấy chục triệu vào đấy và bắt bạn ấy đến để ở nhà thầy đấy để thầy chữa. Thế là bạn ấy rơi vào trạng thái càng nặng hơn. Và hôm đấy là bạn ấy ra bạn kể hết tất cả mọi thứ. Thì An mới bảo thế thì chị phải cho em một sản phẩm, em chắc chắn em phải cứu em đi. Và An cho Suggest Zilai kết hợp với canxi. Bạn ấy bảo đêm là bạn ấy không ngủ được. Đặc biệt là bây giờ chị chồng lại bị ung thư, nên là bạn ấy chỉ lo lắng rất nhiều và cả đêm không ngủ được. Thế thì An cho Suggest Zilai, nói là sản phẩm này đắt nhưng chị sẽ giúp em với giá của công ty. Và em tiếp tục dùng thêm canxi, thêm cái Novomin ở nhà và thêm sắt.
thì bạn ấy uống ngày một gói đã, bởi vì cái này bạn nội đắt thế, em bây giờ không có tiền. Thì bảo ngày một gói, thì bạn ấy uống được 2 ngày thì bạn ấy ra, bạn bảo chị ơi nó chỉ gọi là đỡ mệt hơn và ngủ ấy thôi, nó không hẳn. Em thực sự là em vẫn mất ngủ, đặc biệt là đợt này bà Thủy nhà em bà bị như thế. Thì An mới nói là thế thì em tăng liều stress gì ai giúp chị. Thế thì đúng là tăng liều. 3 ngày sau thì bạn ấy nói là em ngủ ngon rồi chị ạ, em không còn lo lắng nhiều nữa. Thế là bắt đầu bạn ấy cứ thế tăng liều. Hết là bạn ấy ra lấy và bạn ấy bảo thế bây giờ con nhà em nó cần, con nhà em nó cũng rất mệt mỏi và bây giờ nó cần thì chị cho cái gì, thì An chỉ cho mỗi canxi và Novomin thêm. Thì gần một tháng sau thì bạn ấy ra lấy hộp Success Life hộp thứ ba và bạn nói là chị ơi con nhà em cái u ở kheo chân ấy bây giờ nó hết rồi, thằng Mạnh nhà em nó hết rồi, không biết là do dùng cái sản phẩm của chị hay như thế nào. Thì sau lần đấy thì An bảo là thế thì em cho con dùng thêm một số thứ. Thì bạn lấy thì đặc biệt là bạn như thế thì An nghĩ là bạn ấy trong cái thể trạng là bạn ấy bị tinh thần như thế thì mình không kết nối cho bạn ấy làm, không mở mã số cho bạn ấy và lấy hoàn toàn giá gốc cho bạn ấy từ đầu đến cuối. Thì sau 2 tuần sau anh Chiến lên công ty thì gặp bạn ấy ở trên công ty. Nghĩa là sau lần đấy đó thì bạn đã tự tìm cái địa chỉ ở trên công ty và bạn ấy lên và hỏi và đã bạn ấy tự mở mã số trên đó. Trong khi đó mình thì nghĩ là đang giúp bạn đấy để cho bạn ấy hồi phục đã, bởi vì bạn ấy stress rất là nặng. Đấy là một cái kinh nghiệm. Và sau đó thì bạn ấy lên thì bạn gặp anh Chiến thì bạn ấy cũng ngại. Sau 1 tháng sau thì bạn ấy đem đồ ở quê ra cảm ơn vì anh chị đã giới thiệu kết nối em với sản phẩm này. Thì nhà An bảo thôi anh không nhận, nó là gieo duyên thôi, còn em đi gặp ai thì gặp. Thì bạn ấy sau này thì bạn ấy phát triển cũng tương đối tốt. Đây cũng là một bài học kinh nghiệm tại sao mình không kết nối họ vào hệ thống. Bởi vì bạn ấy bị stress rất nặng và gia đình nhà chồng phản đối đủ các thứ. Dùng sản phẩm cũng và là em muốn cho Hùng nhà em uống vì uống bia rượu suốt ngày nhưng uống thì nó phản đối. Và chính vì trong trạng thái của bạn ấy như thế thì An chỉ đúng là bán hoàn toàn giá gốc nhưng là lấy từ mã số của mình. Đây là một cũng là một cái câu chuyện. Và đến bây giờ thì bạn ấy An gặp thì bạn ấy khác hẳn. Người nhẹ nhàng đi mọi thứ tỉnh táo và đi phát triển hệ thống thì bây giờ thì An cũng không biết bạn ấy mở danh hiệu bao nhiêu nhưng mà sau 2 tháng thì cũng thấy là bạn ấy mở được danh hiệu K5. Đó. Từ đó là An không hỏi nữa. Và chị em cũng ít gặp nhau. Đó, tự dưng là mình cũng thấy là cái mà mình nghĩ sai là khách hàng không sẵn sàng. Nên là An cũng chia sẻ câu chuyện này rất nhiều ở hệ thống của mình rồi. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Tại sao sản phẩm sắt của mình nó hấp thu nhanh thế và tại sao nó không bị táo bón, tại sao phân không đen? Đó là cái mà An chia sẻ. Nó được chiết xuất từ huyết thanh của nhung hiêu. Vâng, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Xin mời cả nhà chia sẻ tiếp ạ. Có thể chúng ta chia sẻ những cái trường hợp mà thiếu máu do thiếu sắt thôi cũng được. Em thấy cái trường hợp của chị dâu em này là chị bổ sung rất là nhiều sắt. Nhưng mà thông thường với những người mà thiếu máu do thiếu sắt, người ta uống Mambuk với lại sắt với formula mà em cho họ dùng là họ giảm ngay. Trong vòng từ 3 ngày đến 1 tuần là cái dấu hiệu mà đau đầu, cảm giác lo say sẩm, hoa mắt chóng mặt hay là nó hết. Nhưng mà riêng chị ấy thì không hết. Và sau đó thì lúc mà trước khi mà chị An nói về cái hội chứng liên quan đến cái huyết học này này, là em không hay để ý đến nó. Thì cứ nghĩ rằng là sau khi chị sinh 3 đứa con rồi thì bây giờ cơ thể nó bị thiếu vitamin hoặc khoáng chất, đặc biệt là sắt, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là hay bị đau đầu chóng mặt. Còn như bản thân em thì em uống vào cái lần mình cảm thấy nó khỏe, cảm thấy nó khác liền, nó không còn đau đầu chóng mặt như trước đâu. Thì nhưng mà chị ấy thì lại không phải như thế, uống nhưng vẫn đau. Thế thì bắt đầu hôm chị An có nói về cái vụ mà thiếu máu thừa sắt, cái chuyên đề về cái sản phẩm này, thì em mới nghĩ ra và em mới tìm hiểu về cái nguyên nhân. Thì
cái thiếu máu do thừa sắt này nó làm cho ngăn cản cái tế bào hồng cầu nó đưa oxy lên các cái cơ quan, nên rằng cái hiện tượng mà chị cứ bị đau đầu và hai chị em còn chẩn đoán rằng là bị thoái hóa đốt sống cổ, bởi vì thực tế rằng là không đi khám bệnh được trong cái mùa dịch này, với lại con nhỏ cũng chả đi khám được mà chỉ cảm thấy trong người nó khó chịu thôi. Thì uống tăng cường canxi nên nhưng cũng không thấy nó bớt đỡ bớt đau nhiều lắm đâu. Thì bắt đầu em mới nói rằng bây giờ thế này này, không uống sắt nữa, không uống sắt nữa, mà đợt đấy nhà em cũng hết sắt rồi, không uống sắt nữa, cũng không uống mama book nữa, bởi vì hàm lượng thành phần là trong cái mama book, cái hàm sắt của nó cũng tương đối đáp ứng nhu cầu cho phụ nữ có bầu mà, nên cái hàm lượng sắt của nó cũng tương đối. Và bây giờ chuyển đổi ra dùng formula tăng cường canxi và cái mama xỉ huyết giống như ở trong cái bác Minh chia sẻ này, thì người nó lại hồi dần. Đó. Người nó lại hồi dần lên. Đấy, lấy đi. Người nó lại 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 hồi dần lên. Và tại vì lúc đó em mới nghĩ rằng cái lúc chị đi có bầu con bé lớn ấy, thì người ta yêu cầu kiểm tra cả vợ lẫn chồng để người ta kiểm tra cái thiếu máu tán huyết sau này nó có ảnh sang con không. Thì đến lúc sinh con bé lớn ra xong thì chị cho đi xét nghiệm cả chị cả nó luôn, thì nó lại không bị di chuyển từ chị sang, tại vì cái này nó liên quan đến vấn đề di chuyển học. Đấy, thì lúc đầu là lo vì chị sinh đứa đầu tiên ra là gần như là chị không có làm gì đâu, lấy chồng về cái xong là người nó cứ mệt, có bầu xong người nó cứ mệt, nó bùn rủn cả chân tay lên, là anh trai em nuôi từ ngày bắt đầu là có bầu, ở nhà chỉ ăn với dưỡng thai thôi đến lúc sinh con thôi, và kể cả ba đứa thì chị cũng chỉ phải thế thôi, ở nhà chăm con bên này dưỡng thai, bởi vì cái tình trạng mà chị thiếu máu tán huyết ấy, thì chị sẽ rất là mệt, người nó cứ cảm giác giống như kiểu là người giả vờ ấy, lúc nào người nó cũng cứ mệt mỏi khó chịu ấy. Đó, thì đến bây giờ em cho chị thay đổi cái chế độ dinh dưỡng với lại cái chế độ dùng sản phẩm của Simedi thì thấy nó khác hoàn toàn. Thì từ cái đợt mà mình làm chương trình này, làm cái chia sẻ này đến bây giờ thì nó mới được chưa được một tháng đâu, cũng mới gần gần thôi, nhưng mà thấy người nó cũng đã có cái dấu hiệu tiến triển khác. Thì đấy, cái điều đấy là điều chắc chắn mà mình cần phải suy nghĩ. Với những khách hàng người ta mệt mỏi thiếu máu, cái sắc da của người ta không tốt, mà mình cho họ uống sắt với mama book trong vòng một tuần đến nửa tháng mà người ta vẫn không cảm nhận được những cái điều đấy, mà cho dùng cái bộ bộ của thiếu máu do thiếu sắt ấy, thì khi mà mình cho người ta dùng mà không thấy hiệu quả thì mình cần phải suy nghĩ để chuyển đổi. Còn thông thường nếu như mà mình không để ý sâu hơn mà mình cứ vẫn cho họ dùng cái loại bài pháp như vậy thì đôi khi nó lại là hại họ, bởi vì hai cái trường hợp này là hai cái trường hợp trái chiều nhau. Chỉ có trường hợp thiếu máu do thiếu sắt thì mình mới dùng tất cả các sản phẩm liên quan đến có sắt và mình cần phải tăng liều lên. Nhưng trong trường hợp mà người ta bị thiếu máu do thừa sắt thì người ta lại cần phải đi kiểm tra và người ta lại phải tránh tất cả những cái sản phẩm liên quan đến sắt. Nên nếu như trong trường hợp mà mình không nhớ, mình không tinh ý về cái vấn đề này thì đôi khi mình lại làm cho khách hàng của mình mệt hơn. Đó, và mình cần phải theo dõi chăm sóc khách hàng sau khi họ dùng một tuần hoặc hai tuần. Nếu cảm thấy nó tiến triển, người nó khỏe lên, da dẻ nó hồng hào hơn thì mình tiếp tục cho họ sử dụng. Và có những người thì người ta sẽ có những cái dấu hiệu là nó cứ đau đau ở các cái vùng ngoài, các cái tức là cái tay người ta đụng vào nó vẫn đau, trên đầu người ta chỉ cần đụng nhẹ nó cũng đau. Đó là cái hiện tượng mà máu oxy không đưa đủ đến các cái tế bào ở bên ngoài, tế bào ngoài biểu bì, do cái vấn đề bệnh lý của họ nó không dẫn được cái oxy đi đến nơi cái cơ quan đích ở bên ngoài. Đó, thế nên rằng là mình cần phải phải nếu như ở những cái vùng nào mà an toàn không phải đi kiểm tra, không mình có thể đi kiểm tra được thì nên đi kiểm tra. Còn như vùng nhà em thì bây giờ đang bất động rồi, không thể làm mà kể cả có vấn đề gì về bệnh lý cũng không thể mà đi được. Như hôm qua ông anh nhà em là bị té, chảy một cái miếng to lắm. Nó không có sâu nhưng mà cái độ dài của nó kéo dài. Nếu như để thì chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng. Thì bắt đầu đi mấy bệnh viện thì thấy họ đóng cửa và họ từ chối tiếp nhận bệnh nhân những cái bệnh như thế. Thế bắt đầu quay về thì mới hỏi em rằng là mày có cái gì cho anh dùng không, chứ anh té nó chảy như thế này này.
Đấy, bây giờ gần như là các cái bệnh viện người ta không tiếp nhận bệnh nhân với những cái bệnh thông thường, nên nếu như mình có đi khám tổng quát thì chắc chắn người ta sẽ không bao giờ tiếp nhận rồi. Nên mình cần phải phải để ý hơn, và mình có thể liên lạc đến cái người đỡ đầu để mình tìm ra giải pháp tốt cho cái khách hàng của mình. Còn với cái bệnh nhân mà bị té đấy, em chỉ cho có một một nhỏ lượng nhỏ cái chai dầu benzen, tại vì là ông anh làm cùng chồng em ngày xưa, cho có một ít chai dầu benzen đó thôi, về bỏ anh lấy cái bông anh đắp lên, sáng hôm sau nó xe nguyên cái mặt lại, chụp lại nó giống như kiểu là cái vết thương nó lành, nó được bị từ một tuần trước nó bị liền, nó được liền như thế. Thì thực sự rằng là rất là yêu sản phẩm của Siberi. Em xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho em chia sẻ và cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chia sẻ của Thu Thảo. Trong trường hợp này có ai hỏi gì không ạ? Ai có câu hỏi gì không ạ? Chị ơi, em thấy có bác Trương ở trong này ấy. Chị mời bác Trương lên chia sẻ cái chuyên đề này cho chị em mình có thêm kiến thức sâu hơn về chuyên môn về về huyết học. Vâng, em mời anh Trương ạ. Mời anh Trương có. Vâng, xin chào thủ lĩnh Nguyễn An, xin chào cả nhà. Cũng rất là may là tôi hôm nay là ngày đầu tiên của giãn cách xã hội của thủ đô. Thứ hai là cái việc mà tập thở đặc biệt liên quan đến bệnh lý về huyết học ấy. Cho nên là cái chú ý nhất với mọi người, tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất là không khí, oxy. Đối với những trường hợp thiếu máu thì phải là cần oxy. Thế nhưng mà những người khỏe mạnh cũng cần oxy, bởi sao? Bởi tế bào não nó bị chết đi sau một ngày làm việc, sau một đêm nghiên cứu thức đêm. Thế thì cái buổi sáng là buổi cực kỳ quan trọng để mà thâu nạp oxy nó trong lành. Mà oxy thì rõ ràng là không có các bệnh viện của Ấn Độ này, của Indo rồi của bao nơi người ta mua oxy không có, trong đó mình mỗi có mất đồng nào đâu. Siberia còn mất tiền, nên đây là không khí tự nhiên rất trong lành mà tuyệt vời lắm, nó nâng sức khỏe cực kỳ luôn. Nên tôi cũng vừa mới xin bộc tịch cả nhà là tôi vừa thợ thi công xong. Đây là một cái buổi giữ gìn sức khỏe tôi không bao giờ tôi bỏ. Nếu bây giờ về cái mặt về về bệnh lý của huyết học ấy, thì thật sự trong ngành, xin thưa với anh chị em rằng nó là một cái chuyên ngành riêng rất sâu sâu hoắm luôn. Và như một số bệnh thông thường thì ta có thể biết, còn đa phần là phải nhờ vào bác sĩ chuyên khoa sâu. Thế còn thứ nữa là đấy, như Thu Thảo đã chia sẻ cùng mọi người chúng ta đấy, tức là bệnh lý về về huyết học ấy, nó gồm có bệnh lý những cái bệnh lý do sinh lý, nhưng cũng có bệnh lý do bệnh lý đấy. Thế thì nhiều lắm, nhiều bệnh lý sinh lý nhiều lắm, đặc biệt ví dụ như là bệnh tan máu bẩm sinh, rồi là tan huyết bẩm sinh do sau đẻ cháu bé được khoảng một 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 ngày cho đến 10, 12, 13 ngày nó cứ tan máu rồi ra mắt vàng khè, người ta phải chiếu làm ướp để sao, để kích thích hệ miễn dịch, hệ cơ quan tạo huyết để sinh ra hồng cầu, từ đó nó cứ mất dần đi thôi, nó cũng người ta có làm cái gì khác đâu. Rồi một ví dụ như trường hợp như là lúc đấy mọi người chia sẻ, mặc dù tôi thở cái công nhưng tôi vẫn vẫn tiềm thức vẫn nghe được vì tôi đeo tai nghe. Thế thì cái thừa thừa sắt, thiếu máu do thừa sắt, tôi cũng đã hỏi một chuyên gia hàng đầu của Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, thì chị có nói là chị bảo mà tôi đã nghiên cứu từ trước rồi, tức là cái bệnh về thừa sắt ấy, nó tôi đọc qua thì thấy rằng thế giới giờ người ta cũng bó tay, thế giới bó tay, mà hồi xưa người ta cũng đã làm, để làm mục đích là gì, để đào thải sắt ra, nhưng hiện nay chưa có một cái gì đặc hiệu để thải sắt ra cả. Trong đó ví dụ kali cao lên, điện giải kali cao lên, người ta có cái sản phẩm người ta gấp canxi ra, kali ra, nhưng mà sắt thừa ra thì không có cái sản phẩm nào để mà gấp ra được. Vì thế mà hồi xưa ấy, đã lâu lắm rồi, từ năm 1970
là thế giới người ta làm cái phương pháp, tức là người ta truyền huyết thanh đại để, mình không cần hiểu sâu lắm, nhưng đại để người ta có truyền huyết thanh 250 ml cộng đến một số hóa chất cho vào, và người ta tiêm, người ta cứ chọc chọc như vậy là rất vất vả cho nhân viên y tế, nhưng đồng thời rất là đau đớn cho như một hành xác đối với người bệnh, tức là chọc rất nhiều chỗ trên cơ thể mình, bụng chân tay thế lưng nhé, các thứ đấy mà trong một buổi nhé, để truyền hết cái lượng thuốc đấy. Nhưng người ta kiểm tra lại thì cái ferritin, tức là cái sắt tự do trong máu, nó không hề giảm tí nào. Thế và hiện nay thì y học cũng đang không có một nào để mà gắp sắt đấy. Thấy tuyệt vời, Siri mình hay lắm, bác Minh công nhận là đầu óc của bác sáng láng tuyệt vời. Là bác đã mời phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Thúy về để giảng vấn đề dinh dưỡng. Thế tại sao lòng hoàng lại giữa lại cái chuyện là huyết học, bệnh huyết học với lại dinh dưỡng ở đây? Thì trong cái mộ trị chuyên gia hàng đầu Viện Học Truyền máu Trung ương có nói với tôi rằng anh ơi, cái đấy thì anh nên chú ý xem khẩu phần ăn. Khẩu phần ăn những cái thành phần nào mà nó có nhiều canxi, nhiều sắt ấy, thì anh khuyên bệnh nhân là không nên dùng, và dùng những cái khẩu phần, những cái sản phẩm khác mà không có sắt. Thế như vừa rồi như là Thu Thảo cũng đã chia sẻ đấy, thì đó là khi mà mình cũng Thu Thảo thì cũng là một cái cảnh giác thế thôi, nhưng chưa biết được, cho nên là Thu Thảo chỉ là điều chỉnh chế độ ăn. Thế may quá có thể cái chế độ ăn đấy nó phù hợp thế nào đó với cả cái trường hợp anh hay chị gì đó. Thế đây là thứ nhất là ăn uống đầy đủ và nó nâng sức lên được. Thứ hai là những cái sản phẩm đấy thì nó lại không có nhiều sắt, thì nó được thay đổi trong cơ thể, thay đổi trong bệnh lý thì nó khá hơn đến rất nhiều. Thế thì trong những tình huống ví dụ như một bệnh lý có rất nhiều bệnh về huyết học đúng không? Nhưng ví dụ như sắt chẳng hạn thì nó có loại là thiếu máu do thiếu sắt nhưng mà là sinh lý, nhưng có loại là thiếu máu do thiếu sắt do bệnh lý. Sinh lý nghĩa là đấy, do chế độ ăn uống như thế vào xong rồi mình dùng thứ đi, cơ quan mình không thể nào đào thải hết được thì sao, thì nó thừa ra thì nó cũng gây ra những cái bệnh kia. Thì mình không đi sâu mất thời gian cho của anh chị em trong giai đoạn này, trong cái thời của Zoom thời lượng ngắn này. Thế thì còn những thiếu máu do thiếu sắt do ví dụ như là tia xạ hóa chất nó ảnh hưởng, đấy là những cái hậu quả thôi, hoặc là sử dụng một số sản phẩm đó thì cũng rất là để chữa cái bệnh gì khác, nhưng cuối cùng nó lại nạp thêm vào cho cơ thể, đấy là những cái bệnh là như thế, gọi thừa sắt hoặc thiếu sắt nôm na như vậy. Thế thì nó chia ra như hai phần là do sinh lý, thiếu hoặc thừa, do sinh lý và do bệnh lý. Thế thì chúng ta nên để ý những chuyện đấy, bởi vì đây là chuyên khoa rất sâu, mà tôi thì chuyên khoa tiêu hóa, tôi không làm về lĩnh vực huyết học nhưng tôi cũng có nghiên cứu. Thế thì sao ạ? Thế thì nó có rất nhiều bệnh, ta nên đi vào những cái bệnh thông thường. Thế còn những cái bệnh hiếm gặp mà chuyên khoa sâu thế thì theo tôi thế này, để mình giữ uy tín, ví dụ như Thu Thảo đang kinh doanh cửa hàng thuốc, thì hoặc là một số tư vấn viên của mình muốn tức là chia sẻ với cả người thân, người quen, hoặc là các tại gia đình, hoặc là trong các công sở các thứ, thì một cái lời khuyên rất hay ban đầu, rất đơn giản thôi, cho họ nên kiểm tra. Bởi vì họ đi kiểm tra thì chỉ kiểm tra xét nghiệm về máu ấy, chỉ có xét nghiệm về máu thôi thì mới phát hiện ra được có thiếu máu hay không, gồm máu của mình gồm có gì, bạch cầu, tiểu cầu và hồng cầu. Thế có những trường hợp thì bạch cầu và tiểu cầu là bình thường, nhưng thiếu máu, hồng cầu giảm. Thế hồng cầu giảm lại có bệnh lý với hồng cầu to, hồng cầu nhỏ, ui dồi nhiều thứ lắm, đây là chuyên khoa sâu lắm. Thế thì khi hoặc là thiếu máu về bạch cầu, có trường hợp là bạch cầu cấp, bạch cầu kinh, cứ chảy máu chân răng để biểu hiện như thế, không ai phát hiện ra. Thế một lúc thế khi kiểm tra chuyên khoa thì bắt đầu người ta phát hiện rằng bị bệnh bạch cầu, hoặc là chỉ một tình cờ thôi, xét nghiệm công thức máu và ui công thức máu có gì đơn giản, nhưng hoàn toàn không phải. Thế công thức máu thì sao? Bạch cầu lên tận 40.000 mà bình thường nó chỉ có bao nhiêu? Tôi không nhớ chính xác, nhưng nó từ 8.000 mấy cho đến 10.400. Thế bây giờ nó lên đến tận 40.000, 50.000 sao? Đấy là bệnh bạch cầu cấp, bạch cầu kinh rồi. Đấy là một cái bệnh rất hiểm nghèo trong huyết học.
Đấy, thì ý muốn nói thế thì từ đấy trở đi chúng ta mới khuyên người ta đi tìm cái loại kia. Nhưng sao ạ? Chúng ta trong tay có cái gọi là cái công cụ của Sebri rất hay, là lúc đấy chúng ta có cần gì ấy nhiều đâu. Novomin, một số các cái thảo dược khác để mà gọi là cung cấp vitamin, đừng có cho khoáng chất nhiều nữa. Ta chưa biết như thế nào mà thì cứ vitamin và thậm chí có thể thanh lọc được cơ mà. Thanh lọc được. Đấy, Perlite rồi là Defend các thứ đấy. Đó. Thế thì đấy là một số các cái bệnh về như thế. Thế còn ví dụ như là tôi có một cái kinh nghiệm do một cái anh chàng này quê ở Bắc Giang. Anh ấy làm về về đại lý ô tô, nói chung là hoành tráng lắm. Tiêu tiền không phải nghĩ, nhưng cũng vì đó mà người ta nghe trên mạng, thế là anh ấy sử dụng cái sản phẩm thảo dược vật chức năng của một cái công ty khác thôi. Thế nhưng cuối cùng sao ạ? Anh ấy gầy một cách dã man, cao lêu đêu 1m88 mà cân nặng có 49 cân. Thì cả nhà thấy rằng là có kinh khủng không? Gầy lắm nhưng mà ăn ngủ thì không được, nó cứ đau xuống, tức là nervous breakdown, tức là suy nhược thần kinh. Nhưng cuối cùng sao? Sau đó thì bây giờ kinh rồi, sợ rồi, đi hết Bạch Mai, Việt Đức, rồi đi các huyện, kể cả huyết học cũng đi hết. Mỗi một lần đi xét nghiệm rồi chụp chiếu rồi các bác sĩ chỉ định là toàn 4 triệu, 5 triệu thôi. Mà rút ra nhẹ như lông hồng, cứ rút thẻ ra quẹt. Nhưng không phát hiện ra bệnh gì cả, hoàn toàn là bình thường. Nhưng chỉ có mỗi cái là anh có cái viêm dạ dày mãn, và thứ hai là tình trạng mất ngủ, và thứ ba nữa là sắt ferritin, kiểm tra cái nồng độ sắt ferritin cực cao trong máu đấy. Thế và còn thế là bảo là thế còn ăn uống nào, và cháu ăn uống bình thường chú ạ, ăn uống bình thường, ăn ngủ rất đúng giờ luôn, vì cháu có một đội quân để phục vụ cháu, cho nên đúng giờ cháu ăn rồi các thứ. Người anh ấy, tức là anh quá quan trọng về sức khỏe, cho nên vì thế mà anh ấy dùng rất nhiều sản phẩm ở trên mạng. Thế xong cuối cùng là như thế. Thế đến khi gặp tôi thì sao? Tôi vẫn tiếp tục tôi khuyên, nhưng mà cũng dè chừng, cho ông dùng một thời gian nọ kia rất là dò dọt và những cái cần thiết để của sản phẩm Siri để ông ấy sử dụng trải nghiệm thôi mà. Chú ấy cho ăn ngon hơn, ngủ thì vẫn thế, và dần dần rồi nó sẽ khắc phục dần. Thế nhưng một thời gian sau thì cũng không thấy người ta quay trở lại với mình nữa. Mặc dù vẫn có số, vẫn liên lạc, vẫn gọi được, nhưng mà công việc của người ta cũng rất bận. Với thứ hai là bây giờ cứ thế phải chấp nhận là mức độ gầy tăm teo, mà cháu chỉ cần béo thêm được khoảng 10 cân thôi. Đấy là mà cháu đang thiếu đến mấy chục cân, mà chỉ cần 10 cân thôi là cháu đã rồi, bao nhiêu tiền cháu cũng đổ ra. Đấy. Thế thì có những cái hậu quả nó kinh khủng như vậy. Thế còn vấn đề về huyết học ấy thì như ban đầu tôi đã chia sẻ đấy, nó sâu lắm. Nói cho nên với những trường hợp như tư vấn viên của mình, và đặc biệt không chuyên chuyên khoa chuyên ngành, thì đầu tiên nên cảm thấy thiếu máu thì ví dụ như là mình vạch cái mi mắt ra thì thấy nó nhợt ở cái dưới dưới mi mắt, không phải cùng mạc đâu, cùng mạc mắt thì chỉ ta chỉ thấy rằng là nó vàng hay không vàng, để nó biểu hiện tắc mật thôi, biểu hiện của bilirubin của gan thôi, thì là có thể viêm gan hay do tắc mật cơ dưới hoặc có gì đó thôi. Nhưng cái vạch ra thì ta thấy rằng nó nhợt nhạt hay không nhợt nhạt, ta cũng chỉ đánh giá một cách khách quan một chút thôi. Còn nó đỏ hồng rực lên thì là nó là đủ đủ hồng cầu, mà thậm chí có khi còn thừa, xét nghiệm khi toàn hơn 5 triệu hồng cầu. Thế thì sau đó ta cũng cũng có thể vẫn tiêu thụ được sản phẩm của mình bằng một số các cái sản phẩm vitamin, đừng có cho khoáng chất nhiều, và chọn ra và nâng nâng sức lên rồi khuyên người ta đi xét nghiệm. Thế người ta xét nghiệm xong thì chắc chắn là người ta sẽ đưa kết quả cho mình, từ đấy mình sẽ tổng hợp tốt hơn, hoặc mình có lời khuyên cho người ta là nên nên đến bác sĩ chuyên khoa, bởi vì lúc đấy người ta tìm hiểu rất sâu những cái bệnh khác nữa. Vì có những bệnh thì sao ạ? Rất đơn giản thôi, người ta chỉ có không có bệnh tật gì, tất cả hoàn toàn xét nghiệm về về xét nghiệm máu cơ bản là bình thường, nhưng chỉ có tê tê buồn buồn hay hai cẳng chân thôi. Lúc đi xét nghiệm ra thì lại là bệnh kale về về máu. Đấy, nó nhiều thứ và không có triệu chứng gì luôn. Nhiều cái bệnh về lâm sàng không có triệu chứng, và bác sĩ lâm sàng của bác sĩ đa khoa ấy là không phát hiện ra. Vì thế mà người ta cứ bảo là tôi đi tất cả các bệnh viện, toàn bệnh viện nổi tiếng luôn, đông anh của cả nước mình luôn, không không phát hiện ra bệnh gì. Đấy, có những trường hợp nó khó. Đấy. Tức là ý tôi muốn nói là cái bệnh lý về huyết học là một cái bệnh lý rất chuyên sâu,
Nhưng ngược lại, ví dụ một cách đơn giản như xuất huyết giảm tiểu cầu, mình gặp rất nhiều tràn lan, thì cái đấy sao ạ? Phác đồ điều trị của Tây y là nâng cao sức khỏe, vitamin C, khoáng chất, rồi tất cả từ ăn mềm, ăn uống nghỉ ngơi, và xét nghiệm 2 ngày một lần xét nghiệm công thức máu. Đến khi mà thấy hồng cầu nó giảm, tiểu cầu nó cứ dù tụt dạ, tiểu cầu nó giảm, nó cứ tụt dần. Nhưng sao mọi người bảo tôi sợ quá, bây giờ còn có 100, bây giờ còn 90, bây giờ đang 70, 50. Đến bác sĩ vẫn tỉnh, chúng tôi lại đuổi về. Đuổi về vì sao? Đúng là có cần gì về chữa, chỉ để theo dõi và vì có thuốc gì đâu. Nhưng xuống đến 5 là tiểu cầu còn 5 nhé, là bắt đầu lúc đấy phải đắn đo rồi. Đắn đo là có nên cho tiểu cầu, không cho tiểu cầu. Bởi vì cho tiểu cầu thì nó có vấn đề về tai biến truyền máu, vấn đề về bệnh do lọc cái tiểu cầu nó không, mặc dù là làm rất chuẩn rồi nhưng biết đâu đó nó là bệnh về truyền máu vào, thì truyền máu nó gây ra bệnh do truyền máu đưa lại, những cái bệnh bẩm gọi là ẩn nguy hiểm mà trong máu người ta không cơ chế vì cũng không lọc được hết được đưa lại, cho nên người ta đắn đo. Thế nên khi mà có khi tiểu cầu xuống còn 4 thì lúc đấy bắt đầu mới quyết định ra đơn là cho truyền 2 khối tiểu cầu, 3 khối gì đó, là xong dần dần nâng lên hồi lại đấy. Nhưng cái quan trọng nhất là ta phải tránh cái đề phòng cái biến chứng. Biến chứng là gì? Biến chứng là do tự dưng của cơ thể đó có biến chứng hay là do dùng thuốc có biến chứng. Tại sao người ta bảo chỉ dùng paracetamol thôi vì nó lành, vì sốt cao mà nó lành, cộng thế chế độ ăn uống dinh dưỡng được. Nhưng mà có người lại dùng là những cái mà về corticoid hoặc cái gì đó rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Thế và lúc đó thì sao ạ? Cấp cứu rất là mệt vì lúc đấy là đang tụt tiểu cầu rồi là các cái bệnh khác xuất huyết. Ngoài ra ta còn nhìn thấy được mức độ nặng nhẹ, nhưng xuất huyết trong nội tạng, trong dạ dày, trong toàn bộ, có những trường hợp mổ autopsy ra thì toàn bộ là trong lòng ruột, gồm có ruột non và ruột già, đều xuất huyết hết. Nặng mức độ kinh khủng, bệnh nhân tử vong. Thế thì những cái bệnh lý chuyên sâu như thế thì với như tình trạng như của anh em mình thì sao? Để mình thấy uy tín thì mình vẫn nên, ban đầu mình có những lời khuyên của người ta như thế, nên kiểm tra sâu thêm, nhưng mình vẫn sử dụng một số sản phẩm rất tốt của siêu riêng mình. Thêm một điều nữa xin hỏi cả nhà rằng, thế thì mình đã nói rất cả mọi người ca ngợi rất nhiều về cái Novomin, cái Formula 4 hồi xưa đó, trên mạng nói đầy như một thần dược các thứ. Thế thì mình đã nghiên cứu rất sâu về sản phẩm rồi, thế thì xin hỏi cả nhà xem là tại sao cái Novomin của mình nó lại hay như thế, nó tác dụng như thế so với các cái sản phẩm của các công ty tập đoàn khác ạ? Xin ai có kiến thức thêm về cái này thì chia sẻ một tí mấy phút ạ. Cháu xin chia sẻ cái sự hiểu biết của cháu về sản phẩm. Vâng. Thì cháu thấy như này, cũng cùng là trong cái sản phẩm Novomin bây giờ thì nó không có cái taurin giống như ngày xưa như cái Formula 4. Và trong thành phần của nó chỉ có là ACE với một cái tỷ lệ nhất định. Mà tỷ lệ này thì chỉ có các nhà khoa học người ta mới biết rằng là ở cái tỷ lệ đấy nó đưa ra được những cái tác dụng gì. Và cái quan trọng là ở tỷ lệ kết hợp giữa ba cái chất chống oxy hóa là vitamin A, C và E. Thì khi mà cháu có nghe bác Minh chia sẻ một cái bài về Novomin, chuyên về Novomin ấy chú ạ. Thì thì trong cái bài chia sẻ đấy có nói rằng nếu như để một mình cái sản phẩm vitamin C đứng bình thường, tức là mình cho chỉ là một hoạt chất đó thôi, thì nó cũng đã có tác dụng chống oxy hóa tốt rồi. Bản thân của vitamin A, C, E nó cũng đã có tác dụng chống oxy hóa và tăng miễn dịch tốt. Nhưng khi mình phối hợp ba sản phẩm đấy cùng với nhau ở một tỷ lệ nhất định thì nó sẽ tự thúc đẩy tăng cường cái tỷ lệ cái khả năng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào của cả ba cái vitamin đó lên. Tức là nó có tác dụng tăng cường khi phối hợp ba cái sản phẩm này có tác dụng với nhau. Mà nguyên nhân cơ thể của mình gây bệnh thì thông thường nó là do các cái gốc tế bào tự do. Bác có đồng ý với cháu cái điều đấy không? Thứ nhất là cái hệ miễn dịch của mình suy giảm. Và cái thứ hai là các cái tế bào của mình nó bị oxy hóa. Thì nó dẫn đến cái hiện tượng là các cái tế bào đó nó không còn nguyên vẹn để bảo vệ cơ thể của mình nữa. Thì đó là lý do mà vì sao cái Novomin nó lại có tác dụng tuyệt vời đến như vậy.
Còn về cái vấn đề huyết học như thế này thì cháu xin đưa ra cái ý kiến của cháu về cái vấn đề là mình sàng lọc ngay từ ban đầu. Với đàn ông thì mình không biết, nhưng mà vừa mới là với đàn ông thì mình nên khuyên họ đi khám. Còn với phụ nữ thì bởi vì đã là phụ nữ thì thông thường là khoảng 80-90% là tất cả các phụ nữ đều trong quá trình sinh đẻ. Trong cuộc đời của họ sẽ phải sinh đẻ. Và khi họ sinh đẻ thì thông thường người ta sẽ phải kiểm tra rất kỹ về các cái công thức máu trong cơ thể của người phụ nữ. Thì nếu như trong trường hợp mà những người khi mà người ta sinh đẻ, nếu như công thức máu của người phụ nữ có vấn đề, thì người ta sẽ yêu cầu là như 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 bác cháu mình vừa nói về cái vấn đề mà tán huyết ấy, tức là thiếu máu do thừa sắt ấy. Thì nếu như trong trường hợp người phụ nữ gặp vấn đề đấy, người ta sẽ yêu cầu kiểm tra cả vợ cả chồng để coi xem nó có ảnh hưởng sang con không. Thì mình có thể sàng lọc khi mình hỏi phụ nữ rằng là trước đây chị mang thai, chị có đi kiểm tra công thức máu, người ta có yêu cầu chồng chị đi kiểm tra cùng chị hay là có vấn đề gì, người ta có nói vấn đề gì về máu hay không. Với cái công thức mà kiểm tra máu như vậy, nó có được cái thời gian, tức là về về kiểm tra cái máu mà do thừa sắt này bác, thì mình kiểm tra lúc mà mình mang thai đấy và sau này, tức là với những người mà người ta mang thai mà người ta bị như vậy thì chắc chắn sau này người ta bị, chắc chắn sau này người ta sẽ bị gặp vấn đề thiếu máu do thừa sắt rồi. Nhưng với những người mà khi mà có bầu ấy mà người ta kiểm tra công thức máu mà người ta không, tức là bác sĩ không nói người ta về cái vấn đề là người ta có phải đưa chồng đi lên kiểm tra hay không do cái hiện tượng mà tan máu bẩm sinh ấy, thì cháu nghĩ rằng là mình có thể sàng lọc qua cái vấn đề đấy, mình có thể hỏi khách hàng. Còn về cái sản phẩm của Siberia ấy, thì mình sẽ có cách như thế này này. Do người ta thiếu máu thì cái nồng độ oxy lên trên các cái tế bào bên ngoài nó sẽ bị giảm xuống rất là nhiều. Vậy thì tại sao trong hai cái phác đồ băng minh đưa ra đây cho chúng ta nó cần cái siêu Vita Germanium tới 4 viên lận? Bởi vì cái Vita Germanium nó là một cái sản phẩm giúp kích thích đẩy oxy về các cái tế bào, nó sẽ giúp cho cái tế bào của mình được nuôi dưỡng tốt nhất. Nên như bác vừa nói á, thì mình sẽ cho khách hàng dùng, tức nhất là nếu như mình không biết họ có thừa máu hay thiếu máu hay không thì không nên cho những sản phẩm liên quan đến vấn đề về sắt, và mình sẽ chỉ cho họ thải độc và cho Vita Germanium tăng liều lên để nó kích thích đẩy máu về các để đẩy oxy và máu về các cái tế bào ngoài cùng, và mình cho họ sử dụng cái liều Lovomin tăng lên. Đấy là một cái hệ số an toàn nhất nếu mình chưa biết rằng là nguyên nhân của họ do đâu. Thì cái thứ nhất là mình do bộ thanh lọc cho người ta các cái sản phẩm thanh lọc, ví dụ như là Lymphosan hay là Inulin, và sau đó mình sẽ cho tăng liều cái Vita Germanium lên để nó kích thích cái lượng oxy về về các cái tế bào, thì nó sẽ giảm thiểu đi các cái triệu chứng mà người ta hay bị đau đầu mệt mỏi như vậy. Đấy là cái ý kiến của cháu về cái vấn đề này, thì cháu xin bác cho cháu xin cái ý kiến đấy, liệu có ok không ạ? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thu Thảo. Như Thu Thảo là nghiên cứu rất sâu về sản phẩm, rất là tuyệt vời ạ. Vâng. Xin cảm ơn Thu Thảo. Thế một điều nữa, tức là tại đây là cái công thức về Novomin ý, là tôi cho rằng đây là công thức bản quyền của tập đoàn, cũng như một số sản phẩm khác, nhiều sản phẩm khác nữa. Cho nên chính vì thế mà cái công thức này cũng chỉ ADE thôi, rất rất nhiều các công ty khác cũng tập đoàn ADE các thứ đầy ra, nhưng mà cái quan trọng nhất là liều lượng họ đưa ra làm sao. Thế còn đại khái là ta không đi sâu thêm vào cái chuyện là taurin, thì taurin là thời gian trước thì có taurin, bây giờ thì taurin thì không có, thì nó giảm đi hay như nào. Cái việc đấy là việc của tập đoàn. Mình là cái người sử dụng và người tư vấn thôi, mình tìm hiểu sâu. Còn ai khách hàng người ta muốn tìm hiểu nữa thì mình sẽ lúc đó mình sẽ giải thích sâu hơn nếu có thời gian, hoặc là một số trường hợp mình người ta khó tính thì mình cũng nên nói sâu hơn để trao cho người ta cái niềm tin hơn để người ta sử dụng sản phẩm. Thế còn một ý nữa, tức là về vấn đề đúng là phụ nữ ấy, thì phụ nữ bình thường của mình sao về sinh lý, một tháng có thể đấy, khi có chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ ấy, một tháng mất 250 ml, tức là một đơn vị máu cho vấn đề kinh nguyệt là bình thường, đấy là sinh lý. Thế thì những đấy là thiếu máu do gì? Những thiếu sắt, hoặc là các cái thanh niên, các cái cháu tuổi dậy thì mới lớn ấy, xanh xao vàng vọt thiếu máu đấy, y rằng đi kiểm tra được, quên ta kiểm tra, vẫn nên cho những cái bổ dưỡng thôi. Nhưng khi mà bảo thiếu máu, khi mà nên đi kiểm tra đi,
Thế thấy thiếu máu thì bảo đấy thiếu sắt đấy. Thế thì sau đó về đây và nhưng lúc trước khi cho người ta đi kiểm tra thì cũng nên nói với người ta rằng là nó có hai loại. Đặc biệt mình biết rồi, mình nói thêm về sản phẩm thôi. Tức là sản phẩm cái sắt của mình ấy là sắt hữu cơ. Nó hấp thu tuyệt vời và nó thế nọ thế kia đấy, nhưng mà các cả nhà biết rồi. Thì mình nói ra cho họ. Còn những cái sắt vô cơ, những cái sản phẩm về thuốc tây y mà khi nếu sử dụng thì sẽ có những cái ảnh hưởng các cái tồn đọng rồi các thứ, mình cứ nói ra với người ta. Đến rõ ràng đến khi người ta có kiểm tra và có thấy đúng là thiếu sắt chẳng hạn, lập tức người ta ban đầu người ta phải nghĩ đến mình ngay. Người ta sẽ quay trở lại mình vì mình là sản phẩm hữu cơ tuyệt vời, không có tác dụng phụ gì, hấp thu hoàn toàn rồi tuyệt vời, từ chiết xuất từ nội kiến lúc đấy mình nói ra theo cái kiến thức sản phẩm của mình. Người ta sẽ không bị không bị mất bệnh nhân, không bị mất khách hàng. Thế còn một điều nữa thôi xin chia sẻ về để còn thời gian cho bà con cô bác khác ạ. Tức là về cái sản phẩm về huyết học ấy thì nó với mình rất nhiều cái có thể bổ sung được, nhưng tại sao mà cái gần đây có những cái hành trình kết nối Bắc Minh, Bác mời được Phó Giáo sư Thúy Vân Thúy vào tham gia và đồng thời là chia sẻ. Bởi vì sao ạ? Bởi vì sản phẩm của mình được coi là gọi là gì? Là thực phẩm đúng không? Chứ không phải là thuốc đâu. Thế mà thực phẩm thì đang rất cần những cái chế độ ăn uống dinh dưỡng của Phó Giáo sư Thúy đã kiến thức đã chia sẻ chúng ta. Mà cái những cái đấy chỉ chính là thực phẩm chứ không phải gì khác đâu. Nguyên đều sử dụng cái chế độ ăn và các tất cả các cái hướng của Phó Giáo sư Thúy đã đưa ra thì cũng đã có tác dụng tuyệt vời đối với cơ thể với sức khỏe rồi. Thế nhưng mà những cái sản phẩm chuyên biệt như của tập đoàn chúng ta khi dùng vào thì nó lại đặc chủng hơn và nó phối kết hợp như Thu Thảo nói đó. Thì đúng thế thật, ví dụ như là một cái tình trạng của khách hàng mà bị một cái đau xuống gì đó của cái bệnh lý nó đang mất cân bằng. Thế bây giờ nếu ta dùng mỗi Novomin không thì cũng không ấy lắm. Và chúng ta phải kết hợp thêm một số thứ nữa, đúng như như Thu Thảo vừa nói rồi đấy. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Và đặc biệt cái sản phẩm Vita Germanium nó tuyệt vời như thế. Tôi chỉ dùng 2 viên một ngày thôi, sáng chiều thôi, không nên nói 4 viên. Đấy. Thế còn thứ nữa là tôi đã gặp rất rất nhiều người về cái khớp của mình ấy. Khi cái khớp người ta bị đa khớp nọ kia ấy thì sao? Và có những bà gia đình rất là giàu có thượng lưu, thế và con thì thẻ xanh ở bên Mỹ từ mấy chục năm rồi. Thế và vì thương mẹ mà bây giờ sản phẩm thì quá tuyệt vời, nói đến glucosamine của Mỹ thì thôi rồi đúng không ạ? Từ trẻ con người già mình ở đó, bởi vì sao trẻ con biết là bởi vì người già bố mẹ và bà rồi là chị bị đau cho nên là trẻ con người ta đi mua về, thế là người ta cũng biết về sản phẩm đó. Chứ còn có khi về chữa về trẻ con mà nam giới mà về cái bệnh mà không bận rộn mà không để ý lắm với bà các bà các mẹ, ví dụ về thiếu máu do vấn đề sinh lý về kinh nguyệt các thứ thôi thì nó nhiều khi bọn nó không để ý thì nó không có kiến thức. Thế nôm na thế thì cái glucosamine rất nổi tiếng như thế, nhưng tại sao bác đã dùng đến tận mấy chục lọ, tức là mỗi một năm có một lọ đúng không, 365 viên mà khớp không ăn thua gì cả. Bởi sao? Bởi người ta cứ tưởng đấy là thần dược, uống có mỗi cái loại ấy thôi, không uống gì khác, còn cứ gửi về, cứ hàng Mỹ xách tay về uống mà lại bảo là hàng xịn rồi xách tay rồi đủ tất cả mọi thứ, không có gì chuẩn mà sao nó không tác dụng. Bởi vì nó dùng như thế là dùng không có cơ chế, mà trong đó thì CV cho chúng ta một cơ chế rất tuyệt vời, thanh lọc năng lượng và cân bằng, và như thế thì nó mới bền vững và nó mới tác dụng nó hiệu quả. Còn glucosamine của hàng Mỹ xách tay và cứ uống vào nó bật ra, uống vào bật ra, nó chả tác dụng vào khớp gì cả đấy ạ. Thì một cái khái quát chung thì tôi có một số cái nội dung xin chia sẻ với cả nhà như vậy. Xin cảm ơn thủ lĩnh và đã cho chia sẻ, cảm ơn cả nhà đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chia sẻ của bác sĩ, tiến sĩ bác sĩ Đào Thường Chương. Thực sự là qua đây chúng ta cũng được học rất là nhiều và chúng ta biết sâu rất là nhiều. Hôm nay cái chuyên đề này thực sự là cũng không phải để chúng ta đi tìm những người bệnh đó,
mà chúng ta chỉ nói với nhau, chia sẻ. Và đặc biệt anh cũng có chia sẻ như thế này: từ khi mình hiểu là cái việc mà nếu người thiếu máu do thừa sắt mà dùng sắt ấy thì rất nguy hiểm, chính vì thế bản thân An gần như không bán các sản phẩm về sắt. Nhưng những người thiếu đều phải hỏi họ là đã đi khám chưa, kiểm tra. Chắc chắn là một số bạn nhờ An ra liệu trình, An đều hỏi. Và những cái người mà có cái biểu hiện về nhược sắc, những biểu hiện về uể oải mệt mỏi lâu ngày mà đã dùng ABC mà nó không đỡ, thì gần như An đều phải khẳng định với người đó là nếu đã đi kiểm tra và kiểm tra về huyết học, nếu mà đúng là không phải do thừa sắt thì đó chúng ta sẽ mới bổ sung sắt và bổ sung các thành phần khác để làm sao nó có sắt mà không ảnh hưởng. Đấy là cái lưu ý mà An cũng chia sẻ với mọi người, cái việc mà mình dùng các cái sản phẩm đấy, ngay từ đầu cũng không nghĩ đến cái việc là mình làm sao để chữa được cái bệnh này đâu ạ, bởi vì xác định là không khỏi, chỉ có tránh mỗi dùng sắt thôi. Và các cái vi khoáng như bác Trương vừa chia sẻ đúng không ạ, thì An cũng tuyệt đối kiêng như vậy. Và chính vì mình như thế nên là mỗi người khi nhìn thấy da họ nhợt nhạt, họ kiêng, chỉ có mong muốn khuyên họ đi kiểm tra xem nó có ảnh hưởng về cái yếu tố thừa sắt không. Còn một số các nguyên nhân khác cũng có thể gây ra thiếu máu, ví dụ như là bệnh đường ruột lâu ngày, đại tràng các thứ, hoặc là phụ nữ sau sinh thì hoặc là trong lứa tuổi sinh nở, thì Thu Thảo cũng chia sẻ rất kỹ rồi. Và bác sĩ Trương cũng nhấn mạnh cho chúng ta cái việc ở đây là chúng ta không đi sâu, không đào sâu về những cái bệnh lý như thế này, bởi vì đây đến chuyên khoa chuyên môn như bác Trương cũng không có động đến nhiều, nên là chúng ta chỉ chia sẻ ở đây để chúng ta biết, và chúng ta thực sự biết là như này, có những cái biết để làm và có những cái biết để tránh. Đó, ở đây chúng ta biết để chúng ta tránh và đưa khách hàng đến bệnh viện để họ sao được khám xét. Và chúng ta chỉ hỗ trợ, kể cả họ bị tan máu bẩm sinh rồi, như bản thân An, An cũng tuyệt đối An không dùng sắt, nhưng cái Vita Dẹp Manium, vì sao dùng mà được như thế, mà dùng Vita Dẹp Manium mới đầu không phải để hỗ trợ cái bệnh lý này đâu ạ. Bởi vì dùng nó là khi đó An bị tim mạch và An bị những cái vấn đề về khối u đó. Nên ở Siberi dùng một mà được nhiều là như vậy. Chứ ngay từ đầu là không xác định là để dùng để cho cái bệnh tan máu bẩm sinh này đâu, chắc chắn luôn ạ. Trong đầu không nghĩ một chút nào luôn. Còn cái kể ra là để làm sao để chúng ta phải tránh. Có những trường hợp biết để chúng ta áp dụng và có những trường hợp biết để tránh. Và tránh cho khách hàng cái việc mà chúng ta cho dùng ẩu, dùng bừa cái sắt. Vì sao chị Thoa cũng biết, một bạn học chung Thoa với An, là do bạn ấy cũng đi thiếu máu và bạn ấy đi khám ở bệnh viện huyết học, nhưng bác sĩ vẫn cho dùng sắt rất là nhiều. Và đến khi thì đến bây giờ thì bạn ấy bị thải, và bạn ấy cơ thể rất là mệt mỏi, và cứ hàng tháng là phải đến bệnh viện thải sắt. Đó, chính vì thế nên là cái hình ảnh đó nó ám ảnh An. Nên là nói thật là mỗi lần cho bệnh nhân dùng sắt, hỏi rất kỹ, hỏi rất kỹ, còn nếu không đi khám. Đấy, một cái đơn giản là chúng ta biết để tránh, vậy thôi ạ. Cảm ơn chia sẻ của bác Trương, vô cùng tuyệt vời và vô cùng ý nghĩa đúng không ạ. Chúng ta học hỏi được rất nhiều, và cảm ơn chia sẻ của Thu Thảo. Cả nhà có ai có câu hỏi gì với bác sĩ Trương không ạ? Cả nhà mình có ai có câu hỏi gì với bác sĩ Trương không ạ? Vâng, cảm ơn tất cả các chia sẻ của bác Trương và Thu Thảo. Một lần nữa, có lẽ chúng ta sẽ kết thúc buổi Zoom sáng ở đây. Hôm nay chúng ta cũng được rất nhiều những bài học từ những chia sẻ. Chúng ta kết thúc buổi Zoom sáng ở đây nha cả nhà. Hôm nay là ngày cuối tuần nên là chúng ta cũng hơi delay một chút, nhưng chúng ta được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Xin cảm ơn ạ. Chúng ta cùng nhau đọc bản tuyên bố chiến binh Siberia ạ. Con của con có bao giờ tốt đâu mà mẹ này bảo thế. Xin mời ạ. Xin Nguyễn. Nào cả nhà cùng bật mic.
và An sẽ làm quản ca, chắc là sinh viên chạy đi đâu rồi. Cả nhà chúng ta cùng bật mic cùng đọc to ạ. Tôi là chiến binh Siberia dũng cảm. Tôi là chiến binh Siberia dũng cảm. Tôi biết ơn và cảm ơn Siberia. Tôi biết ơn và cảm ơn Siberia. Tôi yêu Siberia mãnh liệt. Tôi sẵn sàng chia sẻ CBD mọi lúc mọi nơi. Tôi hành động liên tục. Tôi hành động quyết liệt. Tôi chịu trách nhiệm 100% cho thành công của mình. Tôi lựa chọn cuộc sống mà tôi muốn có. Thu nhập thụ động là mục tiêu của tôi. Tôi sinh ra để giúp đỡ mọi người. Tôi cam kết hành động để có điều tôi muốn. Tôi luôn yêu hết mình và cho đi hết mình. Tôi là Nguyễn Thị An. Tôi là F số 9. Xin chào cả nhà. Cảm ơn và biết ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà vào buổi tối nay.